Hôm nay mình có thấy một cái bình luận là anh thử gặp cái ông này đi, ông này là ông bụt, ông sẽ chỉ cho mình tìm đáng kiếm các bạn ơi. Ok thì mình cũng nghe lời các bạn để mình ra mình hỏi ông này thử coi. Thì bây giờ ông này thì ông nói cái gì nha các bạn ơi. À, ông ơi bây giờ làm sao để tìm được đáng kiếm ông ơi? Tao lại mày cái thằng một cộng kia. Tao đứng đây á là để cho người ta chơi zombie thôi. Còn cái đạo đá thì tao biết, tao chỉ cho mày từ 10 kiếp trước rồi. Mày mà hỏi một lần nữa là tao kêu mấy con zombie nó ra cắn rách quần mày nha. What the hell? Các bạn quên gì rồi đúng không? Đúng vậy. Do các bạn quên ấn nút subscribe và cái chuông bên cạnh, nên hiện tại chỉ có 0% người đăng ký kênh mình thôi. Vậy nên hãy ấn nút subscribe thôi nào. Okay. Mình vừa phát hiện các bạn có thể giúp mình đào được đá hiếm các bạn ơi, các bạn không tin chứ gì. Mình thử nha. Để mình thử xem, để mình xem coi. À, bây giờ các bạn bấm like trong vòng 3 giây thì mình sẽ đào ra được đá ngọc bích nha các bạn ơi. Nhanh đi các bạn ơi. Ngọc bích đâu, mau xuất hiện nào. Ui ui, ngọc bích thiệt các bạn ạ. Ô, mình đã cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng miệt mài các bạn đã bấm like gãy cái tay thì mình đã được cục ngọc bích rồi các bạn ơi. Thật sự là cục ngọc bích này là đây là cục đầu tiên của mình sau mười mấy ngày đào đá các bạn ạ. Thật rất chi là mệt mỏi luôn các bạn ơi. Ok dù sao cũng cảm ơn các bạn đã bấm like cho mình để mình có một cái nhân phẩm để mình đào được cục ngọc bích nha các bạn ơi. Wow. Bây giờ thì mình sẽ đập nốt cục này và mình sẽ đi cái chế tạo cái cúp kim cương nha mọi người. Mình nóng lắm rồi. Okay. Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ban của mình. Sau như năm tháng các bạn đã giúp mình đạt được cái nút cái cục đá ngọc bích rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ thì hôm nay thì mình sẽ đi chế tạo cái cục đá này mình để mình lấy cái cúp kim cương nha mọi người. Đâu rồi ta, hình như nó ở dưới đây này mọi người. Đâu rồi nó cần cái gì cha? Hình như là phải cần một nhiên liệu nữa. Mình có ngọc bích rồi nhưng mà bây giờ mình phải cần một cái cục gỗ ở trong cửa hàng nội thất để mình mua các bạn ơi. Hồi đợi mình xem cái nhiên liệu nó là cái gì, nhiên liệu nó là cái gì nha. Hình như nó cần mình thiếu cái khối màu tím, cái block khối màu tím hả? Hình như là cái này là hình như mua trong cửa hàng nội thất thì phải. Trời ơi, ok và bây giờ thì mình đợi mình lấy cái cục đó, hình mua ở đâu nha. Mình để mình vô trong cửa hàng nội thất mình mua cái cục đấy nha các bạn ơi. Đâu ta? Đâu rồi, ở đây, bên này. Ủa không phải. Ở đây đúng không? Ở đây đây. Bây giờ thì mình sẽ mua cái cục này nha mọi người, khói màu tím nhá, 900 tiền sao thôi mọi người ạ. 900 tiền sao nó còn đỡ hơn là mất 9 ngày để đi đào cục ngọc bích các bạn ơi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ đi chế tạo thôi. Ok, chú ơi, cho con chế tạo thôi mọi người ơi. Rồi. Chế tạo ra là thôi. Đâu rồi, cây đâu? À đây rồi, đôi giày. Ui nhìn nó mà thấy nó xa xa. Bây giờ chế tạo đi và mất cục ngọc bích cũng hơi phí các bạn à. Nhưng mà thôi không sao, mình sẽ dứt luôn nha mọi người ơi. Tạo rồi, mất 1 tiếng rồi, mất 2 tiếng rồi. Không mình không chờ nữa, mình chỉ bỏ kim cương để mới mua luôn đó. Ok chưa mọi người, một cái cúp kim cương. Cái này mình cúp kim cương chứ cúp GPCU này mọi người ạ. À. Cái này do cái này hình logo cho nên là nó để vậy thôi chứ thiệt ra nó là một cái nguồn gốc nó là cái cúp kim cương nha các bạn ơi. Nhưng mà có nhiều bạn bình luận là ôi tự nhiên bên kia có cục thiên thạch luôn này mọi người. Mình vừa mua cái cúp, mình vừa chế tạo xong cái cúp kim cương này là vừa có cục thiên thạch luôn, vãi chưởng. Ok để mình ra mình khai trương, mình đập cái cục đá này bằng cái cúp kim cương như thế nào nha. Đợi coi nó có nhân phẩm mà may mắn không nha các bạn ơi. Mình thấy cái cúp kim cương này á là nó đào nhanh hơn nha các bạn, nó đào nhanh hơn gấp cái búa bình thường kia nhiều lắm nha mọi người ơi. Đấy, mọi người thấy đào nhanh không? Ui giời ơi. Bây giờ thì mình sẽ đạp cái cục này nha. Đây rồi, lên cái cục gì đây? Rồi cục này, trời cục này thì mình có rồi các bạn ơi. Ok thì cũng có nhiều bạn hỏi là bây giờ có cái cúp kim cương không biết sắp tới nó sẽ có cái kiếm kim cương rồi rìu kim cương, búa kim cương hoặc là rìu vàng, cuốc vàng đó các bạn bình luận như thế. Nếu mà có mấy cái món đồ đấy thì các bạn sẽ như thế nào? À quên chưa, mấy cái đồ giáp nữa, giáp kim cương rồi giáp da, giáp sắt luôn các bạn. Đấy. Có mấy cái đấy ở trong Play nữa thôi thì mình nghĩ tất cả mọi người mình nghĩ là phải săn lùng nó thôi các bạn ơi. Nếu mà có, nhưng mà nếu mà không có thì thôi sao bây giờ. Cái cuốc này nó tăng tỷ lệ nhanh hơn nha các bạn ơi. Mọi người thấy nó đào nhanh không mọi người? Nói, đập đúng nhanh luôn, đập tầm cỡ 1-2 giây là có một cục rồi mọi người ạ. À. Đấy. Ui giời ơi. Rồi mình sẽ đạp thử coi mình. Nhưng mà bây giờ thì mình ngọc bích thì mình cũng cần á các bạn, bởi vì mình hiện tại là mình đã chế tạo rồi, mất cục ngọc bích rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình muốn có cục ngọc bích để mình để chế tạo cái gì? Ủa, chế tạo cây kiếm kim cương hả mọi người? Ok được mọi người tí thôi, chứ bây giờ mình đang kiếm cái cục ngọc bích với lại mấy cái cục mình nhìn chưa có bạn, như hạn như là cục kim cương nè, cục kim xanh nè. Không biết các bạn đã có cục kim cương xanh với cục kim cương đỏ chưa? Bạn nào mà có thì các bạn bình luận phía dưới cho mình nha. Thì mình thì vẫn chưa có 2 cục đấy các bạn ơi. Mình chỉ có mỗi cục kim cương trắng thôi, kim cương thường đấy các bạn ạ. À. Bây giờ thì mình đang sang cái cục kim cương màu xanh, cái cục kim cương đó là kim cương hiếm nhất các bạn ơi. Ui các bạn ơi, mình vừa nhặt được một cái đầu lâu. Mình vừa nhặt được một cái đầu lâu ngay chỗ này các bạn à. Đấy, mọi người thấy đầu lâu ngay chỗ này không? Xương rẽ rơi rất là nhiều luôn. Đó, đầu lâu khá là nhiều nha mọi người. Thì cái đầu lâu này hình như không biết để làm gì đây, chắc là mình để mình về làm chế tạo đồ à. Ui giời ơi. Đấy, bây giờ bộ hai cái đầu lâu nhìn nhau đi. Hai cái đầu lâu nhìn nhau nè, đó, vãi cả chữa các bạn. Một bên đầu lâu nó to chà bé, một bên đầu lâu nhỏ xíu mọi người ơi. Ui cái cục đá này mọi người, để mình đào cục này luôn. Tính ra là mình đang chơi bờ lay mà tưởng chơi giống như chơi Minecraft với mọi người. Do mình đang cầm cái cúp kim cương các bạn. Mà không biết công nhận là các bạn thấy mình đang chơi giống hơi Minecraft không mọi người. Cũng hơi đấy. Nó thêm vài cái bộ đồ như giáp kim cương hoặc là zombie với lại skeleton gì mấy con zombie nữa mọi người à. Đó, thôi giống luôn. Nói chung là mình có mấy cái đó thì nó cũng được các bạn, nhưng mà giống quá thì nói chung là cũng không có được đâu các bạn ơi. Đấy. Rồi, mình sẽ đào cục này nha. Ra gì đây? Trời, ra được cục đá, nhưng mà đá vẫn nghiệp nha mọi người, đá vẫn ám mình các bạn ơi. Tuy là mình đã ra cục ngọc bích nhưng mà đá vẫn ám mình. Đấy, vừa vô camping là thấy hai cục đá quá trời đá luôn bạn. Mà từ khi mà nhiệm vụ ếch bắt đầu ra thì đá lại nhiều, mà cũng khi đá nhiều thì ít ai đập lắm bạn. Đấy, cho nên là cái mẹo đỡ mình ra cục ngọc bích đó là mình không cần phải giành đá cướp đá nữa. Đấy, ít người đào đá lại là mình sẽ được cục ngọc bích đấy các bạn. Nó sẽ tăng nhân phẩm đào đá, nó ra những cục đá hiếm đó các bạn à. Đấy, đỡ cho các bạn, do hiện tại là nó đang có cái sự kiện gì mình đào gì back ớt đấy mọi người. Do mọi người đang đi back ớt á, thì trong khi thì game đó nó tăng cái tỷ lệ nhân ra cái đá hiếm đấy các bạn. Đấy, cho nên các bạn đã bỏ lỡ khá là nhiều cục đá hiếm đấy các bạn ơi. Cho nên các bạn hãy tranh thủ các bạn đi đào đá nha, có khi ra đá hiếm đấy các bạn à. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đập nốt cái cục này để coi ra cái gì. Mà công nhận cầm cái cục này, cầm cái búa này nó cũng đập, nó cũng hơi bị ối dè đấy mọi người. Mình thấy có nhiều bạn không biết có cúc vàng không? Hình như hồi bữa mình có thấy một cái tấm ảnh như là game nó cũng có một cái cúc vàng, hình như nó chưa ra. Chắc nó chỉ, mình nghĩ là này một là nó sẽ bán, hai là một chế tạo. Đấy, nếu mà chế tạo thì mình nghĩ là nó sẽ có vàng đúng không các bạn? Đấy, có khoáng sản vàng á mọi người. Hình như là đó là vạn vàng, đúng rồi, vạn vàng. Hình như là phải cần 100 cái vạn vàng hay sao mới chế tạo được hay sao mọi người. Phải chữa mọi người à. Ok, bây giờ thì mình sẽ đào cục đây đây. Hồi nãy giờ tính ra mình đập được khá là nhiều cục lục bảo nha mọi người. À đâu, cục crypto chơi quên. Rồi, nhưng mà đá vẫn cá mình nha mọi người. Rồi, mỗi hai cục đấy thôi. Mà như là cái cục đá này thì nó hơi to mà. Không biết game sắp tới mới nó ra cục đá nào nó to gấp cái cục này mình đang đào đây à. Rồi, nó bể rồi mọi người. Sau bao nhiêu đập vài phút thì nó bể rồi. Bên cục này vẫn chưa đập nữa nè. Ui, ở đây mình thấy nhiều cây quá nè mọi người, để mình nhặt cái cây này nha mọi người ơi. Mình đã nhặt xong hết mấy cái đám này mọi người, trời ơi, cây khá là nhiều, không biết mấy cái sở tiết cây này làm gì, chắc là mình phải chế tạo đấy các bạn ạ. Nhưng mà cây cũng nhiều đấy, không biết chế tạo không biết được gì không đây. Đấy, mà nhưng mà bây giờ thì mình chỉ cần thiếu mỗi cục kim cương xanh thôi. Ui, mình vừa phát hiện cái cục đá lấp lánh này các bạn ạ. Bây giờ cái cục đá lấp lánh này thì mình sẽ tặng cho mọi người nha. Nếu các bạn bấm like thì mình sẽ tặng cục này cho mọi người đi đập nha. Ok, mọi người bấm like chưa? Rồi, bây giờ thì cục này mình sẽ nhường cho mọi người đi đập nha. Còn bây giờ thì ê, con gì đấy? Con gì đấy? Con này hả? Bắt con này nha mọi người. Còn cục đấy kia mọi người ai tới đập đó nha, không thôi là người ta cướp hết đấy các bạn. Ui, mình thấy cục đá nhỏ này đây, đợi mình đập cái cục này mọi người à. Cục đá nhỏ mọi người đừng. Trời ơi, vừa mình đào ra cục đá nhỏ thì mình lột cái cục thiên thạch, nó rơi xuống ngay chỗ ngay mình luôn. Trời ơi, bây giờ mình sẽ đập cục đầu tiên, chắc chắn là sẽ được một cục hiếm các bạn ạ. Chắc chắn ai cũng đã biết rồi, đó chính là cái cục crypto các bạn ạ. 100% ăn biết rồi. Đấy. Ôi giời ơi, nhưng mà cái cục thứ hai sẽ là cái gì đây các bạn? Để mình xem nào. Sẽ là cái gì đây? Mong là cái cục đá mà quên chưa, hồi nãy cục ngọc bích thì mình cũng đào được ở trong cái cục đá khổng lồ nha. Cho nên là mình nghĩ là lần này là mình sẽ đập đá khổng lồ nhiều hơn đấy các bạn ơi. Đấy. Đấy, các bạn đừng khinh thường những cục đá lấp lánh cũng như là những cục đá mà không cần lấp lánh, nó vẫn ra được nha các bạn ơi. Đó, cho nên các bạn hãy cứ đạp thôi, chừng nào thấy cục nào đập cục đấy thôi các bạn ơi. Đấy, nó mới kinh các bạn à. Cái cúp kim cương này khi mà các bạn đi sửa chữa thì nó sẽ mất 600 tiền sao nha các bạn ơi. Nay thì nói chung cũng không có chua chát gì nhiều nha các bạn ơi. Ui, cục đá khổng lồ này thì mình đã đang đập các bạn à. Thì hôm nay cục này thì mình sẽ lại là cục đá. Rồi nó bể luôn rồi. Ui giời, ui, có người kia được cái cục gì kia. Rồi ơi, vãi tịch trưởng ra mọi người ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ xách cái con xe lên, mình chạy qua mình ngồi đây nha. Ở đâu ta đi, bây giờ mình sẽ đi kiếm đá nha các bạn ơi. Đá đâu mất tiêu rồi. Ở trên này nhiều đá nha, ở trong khu vực của binh công nhận là nhiều đá thật sự luôn mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ tại sao nó ít đá vậy ta? Hình như là ở dưới kia nó có đá hay sao? À đây, đá này. Ui, 2-3 cục. Ui. Ô mai chuối, đá nhiều dữ thật. Bạn nào mà chưa có ngọc bích hay là kim cương sẵn hay là cái gì đó nha thì vô đây mà đào nha mọi người, nhiều đá lắm các bạn ơi. Bây giờ thì một đống đá này thì mình sẽ để trong người đào nha, thì mình sẽ không đào đó mọi người ơi, cho nên mọi người hãy vô đào nha mọi người ơi. Ok các bạn, thế là ngày hôm nay thì mình đã đào được cục gạch bớt, nhờ các bạn bấm like mình mới đào được các bạn, và mình đã có cực kỳ cúp kim cương rồi các bạn ơi, rất là nói chung là sau khi mình sở hữu được cái cúp kim cương thì nó cũng hơi ố rẻ các mọi người. Ok tất mọi người nha. Ok bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye mọi người nha, nhớ like và đăng ký kênh.